Thì có người mời mà không nói đi ăn tối, chị nói đi đi gặp em của chị chứ mà đi gặp ở thì tại người đó chứ đâu phải tại chị đâu. Hồi nãy lâu chưa hả? 5 giờ. 5 giờ. Ủa bác vào nào hả? Bác vào 10 ngày đón con. Bác vào 10 ngày đón 2 con. Bác vào để bác đón con nghe chưa? Con đi nha. Ngồi đi. Con nghe nghe là bác vào bác đón con bây giờ chụp hai con đồng ý luôn. Mở nhãn chai ngay, tin hay mỗi tuần. Scan ngay mã QR dưới nhãn chai sữa Manto để có cơ hội quay vòng quay may mắn, dễ chơi dễ trúng. Để đón con đấy, con là truyền cho chị có nhớ bác không? Hưng em nhãn đâu. Có 2 giờ đâu anh? 3 đứa rồi, giờ 3 đứa. 3 đứa rồi. Con mít nữa. Nghe chú trụ làng đó là phải thành công rực rỡ. Còn mỗi lần chú tạch tạch chân chú đi ra thương vô cùng thế nào một kỳ tích luôn. Ủa kỳ tích thầy hả? Dùng từ kỳ tích là chính xác nhất. Đúng rồi, kỳ tích. Còn gì nữa? Ủa nhà rồi. Hôm nào đi Bình Định hả? Tối mai. Tối mai. À, đây là con số may mắn nha. Mình sẽ nhờ Minh Vương quay 2 trận. Đầu tiên là trận Tây Ban Nha với Đức. Bấm ở đây đúng không anh? Đúng rồi. Em may mắn 10 năm nay rồi mà anh lo. Anh muốn chọn em vì em sợ anh luôn đấy. Quá đỉnh. 874 nha cả nhà. Rồi, quay thêm một lần nữa đi. Không, em một lần nữa rồi truyền 2 lần là đẹp. Wow, 906. Rồi, xin cảm ơn Minh Vương. Giờ chuyển qua mời Juharam, bạn truyền. Nguyên là phiên dịch của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Cứ bấm vào đây là được anh. Chữ Generic. Anh bây giờ là nếu mà... Đây là, sẽ là trận đấu thứ 2 giữa anh với... Không, anh với lại... đấu trận vừa rồi. Tứ kết. Thụy Sĩ. Rồi, mời truyền. Ai được chia đôi cho em ạ. 966 số đẹp thế. Quá đẹp. Rồi, đến trận cuối cùng đó là trận giữa Pháp với hôm vừa rồi là Pháp ấy. Pháp với ai nhỉ? Pháp với Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha. Rồi, Phan Anh Bảy, em là Phan Anh Bảy. Ra số 7 này. Chia đôi nha mọi người. À không. Đấy, thấy chưa? Xin lỗi, bị nhầm. Cái này là con số may mắn của trận Hà Lan với Thổ Nhĩ Kỳ. Ôi giời. Còn Pháp là lúc nãy Vương đã quay rồi. 473. 473 nha cả nhà. Không đưa chị em quay. Thôi chị An lúc nãy đã bỏ trốn rồi. Định kêu chị An quay random rồi chị An đã bỏ trốn. Chị đôi nha mọi người, chị đôi nha. Cảm ơn truyền rất là nhiều. Như vậy là 4 con số may mắn đã được cập nhật. Này rất là đông vui. Mọi người đến nhà chơi. Ở nhà bừa bộn quá. Nhưng mà phải giải quyết xong cái đống này đã. Đó, nhờ anh Minh Vương truyền xử lý giùm. Cái này anh tặng em hả? Bóng của mini game đó. Túi của ai đây em để tạm ở đây nha. Ủa, có trái gì? Cái này giống vậy. Có hôm này về nhà bác đúng không? Vâng ạ. Được rồi. Không làm gì mà. Đúng rồi, làm quán cà phê. Vương về cũng vài lần rồi. Cà phê ông bầu á, Hải Dương. Vương về này. Giờ chị An về này. Có chị Loan về. Loan này, Thiền về rồi này. Steven Đặng. Đúng rồi, về Steven Đặng bây giờ đang ở đâu? Về Vương Đặng về anh. Ờ Steven Đặng lấy vợ rồi nhỉ? Đang ở Đà Nẵng. À đúng rồi, hôm mà đội lên hạng á có thấy Steven Đăng. Steven bữa về Sài Gòn gọi cho em để mà em đâu. Ê, cái đó kia rồi. Ký rồi. Lấy đi con, anh Vương ký rồi, có việc lấy thoải mái. Chị chờ anh Vương ký. Cái trận hai cái trận anh á, anh với Thụy Sĩ với lại Hà Lan Thổ Nhĩ Kỳ ấy. Kinh khủng, 30 mấy khán giả đoán đúng cả 2 trận, đỉnh cao. Bóng với lại một cái bộ đồ màu đen của đội tuyển á, đội tập. Chị An ơi, tìm chỗ làm chạy qua đây ạ.
Chị An nãy giờ đang kể lần lần cái niềm vui gặp Tuấn Anh á. Ừ. Cái tuần đó chị đi công tác ở Nam Định, cho nên là chị gặp các bạn. Chị ra đây chỉ vì gặp Tuấn Anh thôi. Thế đúng rồi, chứ còn gì nữa đâu, công tác gì ở đây. Rõ ràng. Ngoài đường biết à. Em mình gây hứng với chị nha. Chị còn nhiều tội của em chưa kể. Tội gì đâu. Không thấy áo đâu cả, không thấy cái gì cả. Đây thấy chưa? Nó đưa em đâu? Nó ngơ ra nè. Nó ngơ là nó hỏi, đang hỏi em á, em đừng có đá cái băng như chỗ khác, nó đang tiến. Bây giờ nó quên thì làm sao mà em nhớ? Thôi đi à. Thôi em à. Ừ. Lấy bóng đi con. Chị yên tâm đi. Chị yên tâm đi, kiểu gì cũng có áo à. Chị nói hả? Tại sao thì chị nói là cái cổ chị nó bị dài. Chờ cái áo từ đầu mùa tới cuối mùa còn không thấy. Ơi. Vì chị biết sao cái đôi này nó tùy từng nước nó bán à. Tùy từng nước nó sản xuất. Giống như cái đôi màu hồng mà tụi nó đem đi. Rồi bây giờ thì đoàn của mình sẽ đi xuống ăn tối. Rồi sau rồi. Mới rồi. Đó rồi rồi. Rồi khám sao? Bác sĩ nói sao? Tập á? Để cho tự lành thôi vậy? Cao nha. Chỉ cao nhiêu? 1m8 không? 1m78. Quá cao. Ủa đâu gấp rút gì đâu, giờ thoải mái đi, 8:30 về. À. Thôi cho nó sắm mấy đôi giày mới để năm tới nó hy vọng là cầu thủ xuất sắc. Cầu thủ xuất sắc. Không phải, tại vì nếu kịp á thì chị kêu sẵn chị cầm qua luôn, mua qua luôn. Nhưng mà là chị gấp có không biết kịp không. Như vậy là có khi phải chạy thẳng lên store, nhưng mà vậy thì lấy cái code được. Quan trọng là có được cái đôi đó thôi. Mình cũng xin phép được cập nhật lại toàn bộ 4 con số may mắn của chương trình Random dành cho các trận tứ kết. Đó là con số 874 cho trận Tây Ban Nha và Đức, con số 906 dành cho trận Bồ Đào Nha và Pháp do Trần Minh Vương quay. Hai con số tiếp theo đó là 966 dành cho trận Anh và Thụy Sĩ, con số 473 dành cho trận Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Hai con số may mắn này do bạn Zuharam, bạn truyền là người đã quay Random. Vlog ngoài đường pit rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả đã dành cho chương trình của mình. Và mình sẽ kiểm tra toàn bộ thông tin để chọn ra các bạn sẽ nhận được giải thưởng. Đó là những chiếc áo của đội tuyển Việt Nam. Xin cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mở nhãn chai ngay, tin hay mỗi tuần. Scan ngay mã QR dưới nhãn chai sữa Manto để có cơ hội quay vòng quay may mắn. Dễ chơi, dễ trúng.